Ơi, từ nhà là đến đây rồi, cũng đi được một đoạn, còn một đoạn nữa mới đến rừng được. Bây giờ lại tiếp tục đi, nghỉ một tí tiếp tục đi. Rồi, tí nữa mình tiếp tục đi thôi. Thank you.
cuối này là nghỉ một tí. Đây qua cầu đây, cầu qua suối đây. Và sẽ tiếp tục vào trong để lấy. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Các bác nếu mà xem video là theo dõi là anh em tôi sẽ tiếp tục đi vào trong.